Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh đồng hồ Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu giới thiệu về những mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2022, cửa hàng Kiên tiếp tục giao lưu và gửi đến các bác một bộ sưu tập gồm các mẫu đồng hồ cơ cổ độc lạ chất đến từ châu Âu và Nhật. Mời các bác cùng theo dõi video ngày hôm nay. Và chiếc đồng hồ đầu tiên gửi đến các bác trong video này, một em Lucent Picard này, thương hiệu đồng hồ cổ cao cấp của Thụy Sĩ, một trong những dòng máy mà đáng chơi nhất dành cho các bác. Và đây là dòng đu phong tơ máy cơ tự động automatic, mặt vàng mỡ gà, cọc số chạy tia có cài đá đen, và em này có thêm một ô lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ nhé. Vỏ vàng, lớp vỏ vàng còn nguyên vẹn và giữ được tình trạng rất là tốt. Em này bọc vàng 10K gold fill, vàng 20 micron, lốm zin logo này, và đây là phần nắp đáy nha, đáy inox sáng bóng luôn. Đó, với các đường vân xoáy rất là rõ nét. Mặt kính mắt mèo tạo được độ trong cho phần mặt. Em này có một size mặt là 34, size ngang 34 và size dọc là 40 này. Một núm nằm tại vị trí góc 3 giờ, tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Thiết kế tinh tế sang trọng, kim và các chỉ số này rất là sắc nét, gọn gàng. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Vòng mặt rất là đẹp và sang trọng, toát lên cái phong cách của những chiếc đồng hồ cổ châu Âu xưa. Một trong những cái cỗ máy đáng để cho các bác sưu tầm nhất mọi thời đại, Dufunter Lucent Picard, máy cơ tự động. Và em này có giá là 2.980.000 nha. Các bác sở hữu với giá là, với mã sản phẩm là Y33, chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại 0936050424. Số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cửa hàng có hai hình thức thanh toán cho các bác. Một là các bác có thể chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển. Cách thứ hai, các bác cọc cho em 200.000 một đơn trở lên, em sẽ gửi hàng qua bưu điện thanh toán nốt phần tiền còn lại và tiền cước cho bưu tá giúp em nha. Cửa hàng Kiên thì bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Em qua mẫu thứ hai này, một chiếc Elgin. Elgin của Đức, một chiếc đồng hồ đến từ nước Đức, thương hiệu đồng hồ Elgin. Mặt em này thì đã có những cái vết mụn của thời gian này, lấm tấm này, các bác nhìn rất là cổ luôn nha. Đó, đây là cái vết lên dầu, màu rất là đẹp, cọc số nổi và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ này. Mặt đáy inox, tình trạng kim cọc của em này hoạt động tốt, máy cơ lên dây với 17 chân kính. Sở hữu size mặt là 33, đó, chuẩn form cổ luôn nha các bác, size 33 này. Đây là phần vỏ vàng bên ngoài, mặt bên này phần vỏ vàng còn rất là đẹp, không hao mòn. Bên này thì hơi có một vài cái lấm tấm một tí xíu thôi. Một chiếc Elgin cổ thập niên 50, tình trạng kim cọc hoạt động tốt, bộ máy co lên dây với 17 chân kính. Kiểu form mặt của em này là form mặt bắt úp nha các bác, nó sẽ hơi cong ra phần viền bên ngoài một chút, tạo cái nét cổ điển cho phần mặt của đồng hồ. Đó, đây là phần nắp đáy này, size mặt 33, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Các bác mà hay chơi sưu tầm những cái dòng máy cổ thì, hoặc là các bác mới chơi thì các bác có thể lựa chọn cái thương hiệu Elgin này. Đây là cái thương hiệu tương đối là phổ biến và đẹp, mang những cái nét đẹp cổ điển, phong cách châu Âu xưa. Đó,
Và chiếc này có giá chỉ 1.480.000 là các bác có thể sở hữu rồi. Chốt đơn cho em với mã là H191 nha. 1.480.000 ạ. Mẫu máy thứ 3 là một em Bulova. Đây là một em Bulova cổ đời đầu. Có máy cơ tự động automatic này. Phong cách thì rất là độc lạ luôn. Với form mặt bên trong vuông cạnh bầu, cọc số nổi và có một ô lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Toàn bộ vỏ và mặt đều là một cái màu vàng sang trọng. Đó, em này thì rất là độc đáo với phần mặt trên và mặt dưới được thiết kế theo kiểu đường hơi cong một chút xíu này. Thì các bác có thể thấy này, đường hơi cong một chút xíu ở phần mặt trên và mặt dưới của đồng hồ nha. Phong cách độc lạ, cuốn hút. Đây là một chiếc Bulova cổ đời đầu thì rất là đáng để cho các bác sưu tầm đấy ạ. Vỏ vàng đã lên bã trầu theo thời gian. Ở đây các bác có thể thấy những vết bã trầu đỏ này. Đó. Mặt cạnh bên này sở hữu size mặt ngang là 34 và size dọc của em này là 39.4 các bác ạ. Size dọc 39.4 và size ngang là 34. Tình trạng kim cọc của em này hoạt động tốt nha. Đây là mặt đáy, đáy inox và có khắc tên thương hiệu Bulova ở đây. Bulova cũng là một cái thương hiệu lớn và rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, toát lên cái khí chất rất là vintage của những cái dòng máy cổ châu Âu xưa. Phong cách rất là lạ mắt. Một cái mẫu đồng hồ Bulova sưu tầm cực kỳ hay và chất dành cho các bác này. Đã được lau dầu, tình trạng máy hoạt động ổn định. Bác nào yêu thích chiếc Bulova này thì hãy chốt đơn cho em nhé. Với giá chỉ có 1.880.000. Mã sản phẩm của em này là G2. 1.880.000 nha. Rồi tiếp tục này, một chiếc Patek thương hiệu đồng hồ cổ đến từ Thụy Sĩ. Em này thì có một cái form mặt rất là nổi bật với màu trắng kết hợp cùng với những cái hoa văn họa tiết nổi. Đây em sẽ soi thật là, quay thật là gần để cho các bác có thể nhìn thấy những cái hoa văn họa tiết nổi của chiếc đồng hồ này. Đó. Phong cách thiết kế hoa văn nổi của những cái dòng đặc trưng của châu Âu xưa này. Những cái họa tiết thập niên 60-70. Cọc số học trò kim cọc vàng nổi bật luôn ở trên phần nền màu trắng này. Rất là sang trọng, tinh tế. Phần vỏ bên ngoài của em này là chất liệu vỏ vàng nha các bác. Đây, nhà sản xuất rất là kỹ tính, họ khắc trên cả chữ Wismut này, chuyện luôn ở trên phần vỏ này. Đó, các bác có nhìn thấy không ạ? Đây là chữ Wismut nha. Vỏ vàng còn nguyên vẹn, sáng bóng luôn. Chiếc này còn giữ được tình trạng độ mới rất là tốt. Đây là phần lắp đáy nha. Bọc vàng 50 micron này. Đó, vỏ inox, thép inox. Em này form đáy kiểu bát úp, rất là đẹp, sang trọng, sáng bóng luôn, không có một chút tì vết nào. Máy cơ lên dây với 17 chân kính nha. Các bác sẽ kéo đúng của em này ra bên ngoài để chỉnh lịch, à, để chỉnh phần kim. Tình trạng kim cọc em này hoạt động tốt này. Size mặt là 33. Size 33 không tính đốm các bạn. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Lên tay rất là chất. Phong cách độc đáo, mặt trắng, thiết kế tinh tế, toát lên cái sự đặc trưng, phong cách đặc trưng của những cái dòng máy châu Âu xưa. Rất là đẹp. Và giá của em này thì chỉ có 1.580.000 là các bác có thể sở hữu rồi nhá. Chốt đơn cho em với mã là Y4 ạ. Giá 1.580.000. Rồi tiếp tục mang đến cho các bác một chiếc HMT. Đây là một cái thương hiệu đồng hồ của Ấn Độ nha các bác. Phong cách
trẻ trung, độc đáo, máy co lên dây với 17 chân kính, mặt trắng và nổi bật trên thành mạch. Đấy là các cọc số với màu xanh lá mạ. Tuy là đơn giản như thế này thôi nhưng mà khi mà trời tối ấy, thì đây là những cọc số dạng quang các bác. Đó, nó sẽ sáng bừng luôn, rất là tiện cho các bác sử dụng khi mà đêm tối ấy. Phong cách thì khá là trẻ trung. Ngoài đồng hồ Thụy Sĩ hay là những cái dòng đồng hồ Nhật, Đức, Liên Xô thì HMT cũng là một thương hiệu nổi tiếng của Ấn Độ các bác. Có bác nào mà chưa có một chiếc đồng hồ của Ấn Độ thì đây là một ứng cử viên rất là sáng giá cho các bác nhé. Bộ sưu tập của mình không thể thiếu được những cái dòng máy khác nhau trên toàn thế giới. HMT em này phong cách nổi bật trẻ trung, size mặt lớn với form mặt size 35, size ngang 35 và size dọc là 44 này. Mặt đáy nha, có khắc những cái thông số về bộ máy rất là chi tiết và rõ ràng. Vỏ thép không gỉ toàn thân này, sáng bóng luôn nha. Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Sở hữu bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính. Đây là dòng máy Parasoft. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt, em này chạy cóp rất là bền luôn. Các bác đeo thoải mái tầm 35-36 tiếng nha, chạy hơn một ngày luôn. Rồi, chiếc này có giá là 1.250.000 thôi. Giá rất là bình dân, dễ chơi, dễ sưu tầm. Mã sản phẩm của em này là E136 nhé, 1.250.000 ạ. Tiếp tục qua mẫu này, mang đến cho các bác một chiếc Gruen, thương hiệu đồng hồ lớn và nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đây là một em Gruen với màu mặt trắng rất là đẹp, các cọc số lạ mắt, thiết kế nổi, kim dạ quang nha. Vỏ bên ngoài của em này sẽ là một chiếc Gruen vỏ vàng. Đây, bọc vàng 20 micron, có khắc triện luôn trên phần vỏ này. Đây là phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này, còn rất là đẹp. Đáy nóc, thương hiệu đồng hồ lớn và nổi tiếng của Thụy Sĩ. Sở hữu size mặt 33.8. Em làm tròn thành 34 luôn nhé, size 34. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Bốn chân càng rất là dài, tạo cái form dáng thanh thoát, sang trọng. Và cũng không kém cái phần khỏe khoắn. Một chiếc Gruen máy cơ lên dây, em này tình trạng hoạt động tốt nha. Các bác muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì chốt đơn cho em ạ. Giá thì chỉ có 1.880.000 thôi. Mã sản phẩm là Y12, giá 1.880.000 nha. Rồi qua mẫu này, một em Alius, thương hiệu đồng hồ cổ của Thụy Sĩ. Đây là một cái phiên bản Alius đời đầu. Và cái thương hiệu đồng hồ Alius này hiện tại là đã ngừng sản xuất cách đây rất là lâu rồi, cho nên là trên thị trường thì các bác rất là khó để có thể tìm thấy cái thương hiệu đồng hồ này. Đó. May mắn sao mà em sưu tầm mà được duy nhất một mẫu thôi. Bác nào mà muốn sở hữu thì hãy nhanh tay nhắn tin cho em về số điện thoại của cửa hàng Kiên nhé. Màu mặt trắng này, cái thiết kế rất là đặc trưng của những cái dòng máy cổ đời đầu của Thụy Sĩ này. Đó, kim màu đỏ nổi bật trên cái phần mặt nền màu trắng ngà. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Đây là mặt đáy này, có khắc tên thương hiệu này. Các bác nhìn cái chất liệu vỏ nha, chất liệu vỏ hoàn hảo luôn. Thép vĩnh cửu, trải qua đến 6-70 năm cuộc đời rồi, thế nhưng mà máy vẫn còn chạy hoàn toàn tốt và chất liệu vỏ bên ngoài thì còn nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu hao mòn của thời gian. Một em đồng hồ cổ rất là xứng đáng để cho các bác thêm vào bộ sưu tập của mình. Máy cơ lên dây nha, với 17 chân kính này. Size mặt em này là 32.8, gọi là size 33. Bốn chân càng dài với độ cong vừa phải,
tạo cái nét mềm mại cho chiếc đồng hồ. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Aliud đồng hồ Thụy Sĩ, máy cơ lên dây 17 chân kính, vỏ thép không gỉ toàn thân. Zin nguyên bản luôn. Đó, và em này thì có mức giá rất là tốt để cho các bác có thể sở hữu ạ. Mã là H221 và để sở hữu em này các bác chỉ phải bỏ ra 1.080.000 thôi. 1.080.000, mã sản phẩm là H221 các bác nha. Tiếp tục một em Paqueta, thương hiệu đồng hồ cổ đến từ Liên Xô. Đây là một em Paqueta khá là độc đáo này. Đó, vỏ vàng đã lên bã trầu một chút xíu. Cái này các bác đánh bóng qua một chút là vỏ vàng sáng lên như bình thường nha. Mặt với màu nâu xanh, hai màu kết hợp, cọc số nổi kim cọc vàng. Đây là một thiết kế khỏa khoắn nam tính, toát lên cái phong cách của những dòng máy của Liên Xô rất là đặc trưng. Size ngang 35.8 và size dọc của em này là 41 nha. Bác nào mà có cổ tay tầm 19 hoặc là 20 là lên tay em này cực kỳ chất luôn đấy ạ. Này, form này rất là dày luôn, các bác đeo lên tay cứ như là các bác đeo một khối vàng ở trên tay chứ không phải là đeo đồng hồ nữa. Phong cách thiết kế độc đáo lạ mắt. Máy cơ lên dây. Đó, cơ có tay các bác nha. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt này. Đáy của em này là chiếc đáy inox sáng bóng. Ngay tại những cái vị trí góc cạnh như này mà cũng không hề có xuất hiện cái dấu hiệu hao mòn của thời gian thì các bác biết là cái mẫu đồng hồ này nó lớp vàng nó dày dặn và đẹp đến mức nào rồi nhá. Em Paqueta này có giá là 1.880.000 cho các bác nào yêu thích và sở hữu ạ. Mã là H184. Giá 1.880.000. Rồi tiếp tục qua mẫu này, một chiếc Rado M, máy cơ tự động automatic của đồng hồ Thụy Sĩ. Thương hiệu Rado thì chắc là không phải giới thiệu thêm nhiều rồi đúng không các bác? Một trong những dòng máy rất là phổ biến này, thuộc phân khúc cao cấp của đồng hồ Thụy Sĩ. Đây là một chiếc Rado M cổ năm thập niên 70 này. Mặt trắng sáng bóng luôn, trong vắt. Mặt tỏa tia và cái mặt kính của em này là kính chém cạnh nha các bác, chém 9 góc luôn, rất là chất. Cọc số nổi em này có thêm một ô lịch nằm tại góc 3 giờ nữa. Vỏ các bác nhìn này, đây là cái chất liệu vỏ của em này nhá. 50 năm cuộc đời rồi thế mà đến người còn già đi, thế nhưng mà chiếc đồng hồ này nó vẫn còn giữ được cái độ đẹp như thế này cơ mà các bác ạ. Nốm zin logo, dây khóa Rado này và mặt đáy cũng có khắc tên và biểu tượng thương hiệu đồng hồ. Ba cá ngựa này, sắc nét rõ ràng luôn nhé. Em này có size mặt ngang là 36 và size dọc là 41 này. Một form mặt lớn và rất là dễ đeo dành cho các bác. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Đối với phần nốm thì sẽ có nấc để chỉnh định nhanh. Đó, phong cách nam tính khỏe khoắn, vỏ sáng bóng, cơ tự động, tình trạng hoạt động tốt. Một mẫu đồng hồ Rado không có điểm gì để mà chê luôn ấy, em này quá là đẹp luôn, thật sự với các bác. Bị mỗi một cái điểm là đây là cái phần dây khóa thì nó hơi có vết bụi thời gian một tí. Và cái này các bác dùng cái khăn các bác đeo các bác lau đi một chút là ok nhá. Em Rado này thì Zalo các bác này, mã Y6 và giá thì chỉ có 2.880.000 thôi. Để sở hữu một em đồng hồ mà nó còn đẹp trinh nguyên như thế này thì chắc chắn là với số tiền 2.880.000 thì nó quá xứng đáng rồi. Các bác cùng chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Damas, máy cơ tự động automatic. Em này ở đây có ghi là 30 chân kính luôn. Rất là hiếm các cái dòng máy mà sở hữu số lượng chân kính mà lên tận 30 như này. Thương hiệu cao cấp đấy các bác.
mặt tỏa tia, các cọc số răng nanh, thiết kế nổi và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ này. Đó, vỏ thép không gì toàn thân. Em này thì lại là một chiếc Damas với phong cách thiết kế khá là sang trọng, bốn chân càng cong, form dáng mỏng gọn. Cơ tự động mà lại sở hữu cái form nó khá là gọn gàng như thế này. Đáy này có khắc tên cũng như là biểu tượng của thương hiệu đồng hồ Damas. Biểu tượng rất là chất luôn nha. Đốm zin logo này. Size mặt ngang của em này là 34.7 và size dọc là 41.9, gọi là size 42. Máy cơ tự động automatic, tình trạng kim cọc em này hoạt động tốt. Đeo thở lên tay cho các bác cùng ngắm này. Rất là chất luôn. Đó, vỏ thép không gì toàn thân. 30 chân kính máy cơ tự động Damas Thụy Sĩ. Giá của chiếc này là 2.280.000 thôi ạ. Các bác có thể sở hữu ngay em này với mã sản phẩm là Y44 nhé. Giá 2.280.000, chưa đến 2.300.000. Đồng là các bác có thể sở hữu ngay cho mình em đồng hồ Thụy Sĩ cơ tự động 30 chân kính cực kỳ là đẹp như thế này. Tiếp tục nha, một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Centon Crystal. Một thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ các bác ạ. Em này có màu mặt rất là sáng nha các bác, mặt sâu lòng. Đó. Cọc số chấm bi sáng bóng. Đây là một chiếc Centon 2 kim. Một viên đá quý được đính tại vị trí góc 12 giờ này. Mặt hai lòng, máy cơ lên dây với 17 chân kính. Ở đây thì các bác có thể thấy một biểu tượng hình nhân mã là khắc nổi nha. Em này cái này là khắc nổi. Size mặt là 33. Núm ngọc màu đen nổi bật. Đây là phần nắp đáy cũng có khắc tên cũng như là biểu tượng của thương hiệu đồng hồ này. Đáy sáng bóng luôn các bác ạ. Để các bác nhìn này, phần vỏ vàng này nguyên vẹn, rất là bóng và đẹp. Hoàn toàn là không có dấu hiệu của hao mòn của thời gian. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đây nha, các bác cùng chiêm ngưỡng phần mặt của chiếc đồng hồ này. Một em siêu phẩm, cơ lên dây, đồng hồ Thụy Sĩ. Mặt trong suốt, sáng bóng, cực kỳ đẹp như thế này. Và để sở hữu chiếc đồng hồ này các bác chỉ bỏ ra 1.580.000 là các bác có thể về tay ngay cái em này rồi. Chốt đơn em với mã là E160 nhé. 1.580.000 ạ. Tiếp tục qua mẫu một em đồng hồ Rado. Đây là một chiếc Rado Capio nha. Sản xuất vào đầu những năm thập niên 70 này. Mặt với hai màu vàng và trắng nổi bật luôn. Phong cách thiết kế thì vô cùng là nam tính. Cọc số nổi, một ô lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Đó, em này có phần vỏ bên ngoài được bọc thép không gỉ toàn thân nha. Núm zin logo này, dây khóa zin và mặt đáy của em này cũng có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa. Sở hữu size mặt ngang của em này là 37.8 và size dọc là 40.6. Size 41. Máy cơ tự động đối với phần núm thì có nấc để chỉnh định nhanh này. Bộ máy cơ tự động nguyên bản của đồng hồ Capio. Đó. Vỏ thép không gì, rất là sáng luôn nha. Đúng gì logo. Và em này có giá là 2.880.000. Chốt đơn cho em với mã là H243. Tiếp tục qua mẫu nha. Mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc. Đó, một em Orient, thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của Nhật. Đối với em Orient này thì sẽ sở hữu một cái màu mặt xanh tím than các bạn ạ. Một màu mặt khá là độc đáo và tương đối là lạ mắt dành cho các bác. Cái
cái dòng này được sản xuất vào đầu những năm thập niên 70. Đó. Phong cách đây là một form mặt lớn. Bác nào mà có cổ tay to một chút thì lên tem này rất là đẹp nha. Và đây là một chiếc Orient lịch vạn niên các bác ạ. Có ô lịch vạn niên. Sở hữu size mặt ngang em này là 42 và size dọc là 46. Thiết kế 3 ô lịch. Đó, ở đây các bác có thể thấy bên trên này sẽ là một ô lịch thứ này. Đây sẽ là một ô lịch nhanh với phần lịch ngày và lịch thứ. Và ở bên dưới này sẽ là lịch năm nha. Em này sẽ là một chiếc lịch năm bắt đầu từ năm 1976 và kết thúc vào năm 1999. Ba núm zin nguyên bản của Orient này. Thân vỏ sáng bóng và không hề có một chút tì vết nào. Đây các bác nhìn. Chất liệu thép không gỉ của Nhật rất là tốt nha. Đó, đây là phần nắp đáy này. Có khắc tên thương hiệu cũng như là biểu tượng của hãng Orient này. Chất liệu vỏ không thể chê vào đâu được. Sáng bóng, đẹp, mỹ mãn luôn. Ba cái chức năng núm của em này thì đều vẫn còn đang hoạt động rất là tốt. Đây là các bác sẽ ấn vào bên trong như thế này. Chỉnh nha. Cái phần lịch ngày và lịch thứ, cái ô lịch ở giữa này vẫn còn đang hoạt động rất là tốt này. Đó. Phần thứ ba thì chỉnh cái phần lịch năm. Máy cơ tự động 21 chân kính nguyên bản chính hãng của Orient Nhật Bản. Phong cách quá là chất. Chiếc này giao lưu với các bác giá là 1.580.000 thôi. Mã sản phẩm là H168 ạ. Mời các bác cùng chốt đơn nhé. Mẫu tiếp theo là một em Orient 3 sao Crystal, máy cơ tự động 21 chân kính, thương hiệu đồng hồ của Nhật. Em Orient này thì sẽ có màu mặt cắt vàng. Nó cọc số nổi này. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Hai núm. Vỏ thép không gì toàn thân. Zin nguyên bản toàn bộ 100% luôn này, từ phần dây khóa này, cho đến phần nắp đáy này. Đó. Với size mặt ngang của em này là 36 và size dọc 42. Ngang 36 và dọc 42. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Phong cách cực kỳ chất luôn. Một chiếc Orient 3 sao cổ điển, niềm mơ ước của không biết bao nhiêu chàng trai vào những năm thời bao cấp. Các chức năng núm máy vẫn còn hoạt động tốt, đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Bác nào yêu thích mẫu Orient 3 sao Crystal này, chốt đơn cho em nha. Giá 1.180.000 thôi ạ. Một mức giá cực kỳ là bình dân và dễ sưu tầm cho các bác. Mã sản phẩm G97, 1.180.000. Và mẫu đồng hồ cuối cùng mang đến cho các bác ngày hôm nay, một em Mido Commander. Đây là một chiếc Mido Nhật. Mido Nhật các bác nha. Mặt này thiết kế tỏa tia từ phần gốc kim 6 giờ ra bên ngoài. Sáng bóng luôn. Cọc số nổi và có một ô lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Mình không có điều kiện mình chơi những cái dòng máy của Thụy Sĩ giá cao chất phót thì mình có thể tham khảo qua cái dòng máy Nhật này nha. Máy chạy rất là tốt và thân vỏ sáng bóng luôn, rất là đẹp. Dòng máy Nhật thì nó lại giá rất là bình dân thôi. Dây khóa vỏ lốm máy zin nguyên bản. Đối với ô lịch thì có nước để chỉnh lịch nhanh, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Size mặt của em này là 36.7 nhé. Gọi là size 37. Đây là một form mặt lớn và rất là dễ đeo dành cho các bác. Bác nào mà có cổ tay to tầm 20 đổ xuống thì các bác cũng có thể lên được tay em này. Thiết kế rất là đẹp, nổi bật luôn. Màu mặt sáng bóng trẻ trung. Chiếc này nha, chốt đơn cho em với giá là 1.480.000. Mã G34, 1.480. Và mẫu đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video của kênh Đồng Hồ Kim Đồ Cũ ngày hôm nay. Chúc các bác sẽ tìm cho mình được một mẫu đồng hồ ưng ý nhất. Và đừng quên chốt đơn về Zalo số điện thoại 0936];【
050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.